Trong cuộc sống bạn hãy nhớ, người yêu thích bạn thì dù bạn như thế nào cũng thấy điều đúng cả. Người không thích bạn thì dẫu bạn có tốt ra sao thì cũng thấy rất chướng tai gai mắt. Bạn sẽ mãi mãi không thể nào biết rằng qua cái miệng của người ta thì bạn sẽ ra được bao nhiêu phiên bản khác nữa. Bạn cũng sẽ không biết được rằng người ta vì bảo vệ bản thân mình mà đã nói những lời phỉ báng và hạ thấp bạn như thế nào. Có nhiều lúc, có những việc, có những người bạn cũng không cần phải giải thích rõ ràng, vì người hiểu bạn thì mãi mãi sẽ tin tưởng bạn. Cũng có những khi bạn nhìn nhầm người, không phải vì bạn ngu, mà vì bạn quá lương thiện. Cũng có khi bạn giúp nhầm người, không phải vì bạn ngốc, mà vì bạn quá coi trọng tình cảm. Cũng có khi bạn nhỏ lệ, không phải vì quá đau lòng, mà vì bạn quá oan ức. Cũng có khi bạn cố gắng nhẫn nhịn, không phải vì đuối lý, mà vì bạn quá mệt mỏi và không muốn tranh cãi nữa. Nếu có một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn lại bò xuống đất mà cắn lại nó một cái hay sao? Nhưng đời mà nhiều khi buông tiếng ác ôn là để giúp ta dần khôn. Quan tâm chỉ khiến ta hoen đôi mi, vì sân si nói xấu nhau mới đúng đời. Người hại người, lời dèm pha buông tha ga, chuyện không có cũng viết nên bài ca. Không đa đoan, không tính toán, không thù oan, là nơi đó không phải đời.